Hello chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại được với kênh YouTube của MMO Vixo. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái kèo Europe. Và cái kèo Europe này nó sẽ liên quan đến cái đồng BRZE. Đó, và cái đồng BRZE này hiện tại nó đang được list trên sàn Probit Global. Đó, và mình đang xem được cái tỷ giá của nó ở đây. Thì một cái đồng BRZE này nó có giá khoảng 29 Satoshi Bitcoin nhé. Hiện tại thì nó đang chỉ có cái cặp này thôi, chứ nó không có cái cặp là BRZE USDT. Ok, thì chúng ta sẽ quay trở lại Europe. Một cái token BRZE hiện tại nó đang có giá khoảng là 0,01 đô. Và cái kèo này bạn sẽ nhận cho mình là 135 cái token BRZE trị giá khoảng 2 đô. Và chúng ta sẽ ăn chia khoảng 1.600 đô với 200 những cái người mà giới thiệu được nhiều referral nhất. Ok, bây giờ thì mình sẽ chọn vào nút Start này. Bây giờ thì mình sẽ cần phải vượt qua cái captcha của nó. Ta sẽ Ok, thì cái token này nó sẽ được list trên Bintam Global. Probit thì mình vừa cho các bạn xem rồi nhá. Và CoinTiger. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải tham gia vào cái Telegram group. Rồi chọn cho mình là Join group ở đây này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phải Follow Twitter và Request the Pin Spot. Rồi, chọn cho mình Open ở đây. Ở đây thì bạn sẽ chọn cho mình là nút theo dõi này. Bạn sẽ copy cái username ở đây nhá. Sau đó bạn kéo xuống phần Tweet đã ghim. Like cho mình và ấn cho mình là Request này, trích dẫn Tweet này. Ok, ở đây bạn sẽ dán cho mình cái username của họ. Sau đó bạn chọn cho mình nút Tweet ở đây. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phải follow medium, chỗ cho mình là open. Ok, ở đây thì mình sẽ chọn là nút follow. Sau khi mà follow medium xong thì chúng ta sẽ phải follow Instagram nhé. Chọn cho mình là open ở đây này. Rồi thì ở đây bạn sẽ chọn cho mình nút theo dõi. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải đăng ký kênh YouTube, like và share về cái video Brizone Coin Europe trên một cái phương tiện mạng xã hội của bạn. Rồi thì mình sẽ mở kênh YouTube này, chọn cho mình là Open này. Rồi ok, ở đây thì bạn sẽ ấn cho mình là nút đăng ký kênh và bạn sẽ share cái video này nhé. Mình sẽ mở cái video này lên này. Ok, ở đây thì mình sẽ chọn vào nút chia sẻ. Rồi, ở đây thì mình sẽ chọn chia sẻ lên Facebook nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ viết một chút cái dòng caption. Rồi, mình sẽ ấn là đăng lên Facebook này. Đó, mình đã đăng cái kèo này lên Facebook thành công rồi nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ follow Twitter và request cái post Brazen Coin Europe. Chọn cho mình là Twitter này, open này. Rồi thì đây là cái Brazen Coin này. Bạn hãy like và chọn cho mình là tweet lại được. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải join vào cái Telegram này này. Mình đã join vào đây rồi nhá. Bạn nào chưa join thì bạn sẽ chọn cho mình nút join đây. Ok, bây giờ thì mình sẽ chọn là nút submit này. Nhập địa chỉ email. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải nhập cái ID của Twitter. Mình ở phần hồ sơ này. Copy cái ID ở đây nhá. Rồi, sao chép. Dán vào đây. Tiếp theo thì nó yêu cầu mình nhập cái profiling medium. Mình sẽ vào phần medium nhé, chọn avatar. Rồi đây bạn sẽ chọn cho mình là username này, copy link địa chỉ medium nhé. Đó, sau đó bạn dán vào đây cho mình. Rồi tiếp theo là nhập cái profiling Instagram. Mình sẽ chọn lại Avanta này, trang cá nhân này.
copy cái đường link, sau đó bạn dán vào đây cho mình nhé. Ok, ở đây thì bạn sẽ chọn lại yes, và nó yêu cầu là nhập cái mạng xã hội mà bạn đã sử dụng để chia sẻ cái video Prison Call Europe. Ok, thì mình sẽ lên Facebook này, chọn cho mình là cái dòng thời gian này, copy địa chỉ nhé. Rồi, xong bạn dán vào đây. Ở đây thì bạn sẽ chọn yes mình này. Ok, ở đây thì bạn sẽ chọn yes này. Rồi, tiếp theo là nó yêu cầu mình nhập cái địa chỉ ETH Wallet. Mình sẽ copy địa chỉ ví đây nhé. Bạn có thể chuyển về mạng ETH cũng được. Rồi, sau đó mình paste cái ví mình vào đây. Ok, ở đây bạn sẽ chọn cho mình là complete. Rồi thì mình cũng đã làm xong được kèo Europe này. Mình cũng sẽ để cái đường link đăng ký dưới phần mô tả của video này. Bạn nghĩ sao về cái kèo Europe, những cái đồng token này nhé? Thì cái đồng token này nó đã được list trên sàn rồi. Đó, rất là uy tín luôn. Mình cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. That is how I like it.